Xin thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các bác, các cô, các chú, cùng toàn thể các anh, các chị và toàn thể các bạn, tôi xin phép được thay mặt họ nhà trai gửi tới họ nhà gái lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Chúng tôi hôm nay vô cùng hân hạnh được họ nhà gái đón tiếp rất là nồng nhiệt. Không biết nói gì, chúng tôi được đón cháu Thủy về làm dâu họ cũng chúng tôi. Trước khi cháu Thủy về làm dâu, chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ gửi lời cảm ơn họ nhà gái đã tạo mọi điều kiện để chúng tôi đón được cháu Thủy về đến nơi an toàn và hạnh phúc. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và toàn thể các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.